cô gương mặt khá là điềm đạm, rất ít khi anh thể hiện biểu cảm. Đội trưởng đội một trên tàu râu trắng biệt chánh của anh chính xác là Phượng Hoàng Lửa. Không biết bao nhiêu tuổi, 22 năm trước đam mê anh theo đuổi, trở thành thuyền viên mang sức mạnh đặc biệt, biết bao kẻ thù gặp anh không chống nổi. Bộ tóc của anh thật là đặc biệt, họ gọi nó như một quả dứa, xử lý dễ bén, trả đời như khoét mấy thằng nhóc ác vừa vào hải quân để mà sủa. Không đếm được hết bao nhiêu trận thắng nữa, như con phượng hoàng mang theo cánh lửa, như bao đồng đội anh là đứa con cưng sức mạnh vượt trội đồng bộ với danh sinh. Anh hưng thụ với nhóm đi Luffy, thế là tiềm tàng không phải ngu si, nhạy cảm với tất cả hiểm nguy, lo cho đồng đội người ta giỏi bên trong của Haki. Hải tặc đi qua nhiều sông bão mà cô chứng kiến sức mạnh tân thế giới, nhưng anh phải chặn cảm xúc chưa nghĩ tới bố già râu trắng đi ấy để nằm xuống. Trong mọi tình huống bây giờ là chỉ huy, trở thành lãnh đạo toàn bộ quân râu trắng. Phượng hoàng trở lại và sang rộng rồi cánh, thì những kẻ thù cố gắng cũng đau thắng. Kinh nghiệm đúc kết cho bao ngày trên biển, hải tặc phải đối mặt dù đang chiến xuất kinh điển. Nhưng sự sống chỉ dành cho kẻ mạnh, những thằng xấu trá tao khuyên mình nên biến. Ở trên con thuyền anh có quyền lực, tất cả đồng đội ta có thế lực, sức mạnh mọi người như một con quái vật. Bố già ra đi tình hình tới đội khác, bộ ba đô đốc anh đánh cũng ngang cơ. Akenu, Akashi hay là Kizaru, chiến đấu cực khét với anh hai lấy phượng tiêu diệt kẻ thù dù nó cả một khu. Trong băng râu trắng anh là người mạnh nhất, sau khi bố già quý đến họ đã mất. Anh có trái quỷ thần thoại phượng hoàng mà cô mà lại phải ban ngắt. Lửa phượng hoàng của anh có màu xanh, cũng khiến cơ thể của anh vô định hình, đặc tính độc đáo mà anh còn sở hữu tác dụng lên cơ thể có thể tự tái sinh. Trận chiến trên không của anh cũng khá khắc, vì nhờ đôi cánh đó anh có thể bay dễ dàng đi qua trận chiến và quan sát, hay rượt kẻ thù mặc cho bọn chúng chạy. Sở hữu Haki và sử dụng thành thạo mối thù bố già, rồi anh sẽ trả sao với sự trở lại cực khét của đội quân mà cô dẫn đầu để chế cha đã tạo.